chưa cần kèm. Cắn đi. Cho xong đi. Chưa căn lại góc cam ấy thì cái test ở số 3 đây. Số 3 của chưa test nha, của chưa căn góc cam nha. Thì khi căn góc cam là số 3 đây. Đó. Thì mình thấy là cái đoạn cà này nó cao hơn rất nhiều nha. Thì là bao nhiêu ta? 18. Hơn 2 mã lực. Cái đoạn đuôi này nó hơn được hơn 2 mã lực nha. Cái đoạn cao nhất. Rồi, số 6. Xóa cái số 3 đi. Số 6 nha. Số 6 là cái ở cái số 1 đây, số 6 đây. Cái số 6 đây là khi mình chơi căn góc cam, còn cái này số 6 mình căn góc cam rồi. Đó, thì cái mã lực nó lên nhiều nha. Ở cái những cái giải ga cuối, ga đầu thì nó tương đương nhau, nhưng mà ga cuối thì nó vọt lên rất nhiều. Rồi. Cái này chênh lệch hơn một mã. Rồi, hai xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ nói về cái vấn đề chụp cam, thì cái cách căn cam zin để cho nó tăng cái mã lực ở những giải ga cuối và cái cam zin và cam độ thì cái nào chạy ngon hơn. Thì mình sẽ nói chi tiết ở đây. Thì ở trên cái biểu đồ này đây, đó chính là một cái vòng quay như thế này, là 360 độ của chụp cơ này, tượng trưng cho 360 độ của chụp cơ. Rồi cái TDC đây đó chính là cái điểm cao nhất, điểm thượng của bi tông. Rồi là BDC là cái điểm thấp nhất của bi tông nha, điểm chết dưới. TDC điểm chết trên, BDC điểm chết dưới. Rồi thì cái cách hoạt động cây cam của nó như thế nào, các bạn nhìn vào đây nó khá lòng ngoằng, nhưng mà khi mình giải thích xong thì các bạn cũng sẽ hiểu rõ thôi. Thì ở những cái giải vòng tua thấp thì cái hãng người ta thiết kế thì để tối ưu cái hiệu suất, thì cái vòng tua thấp và vòng tua cao, cách người ta làm cam nó sẽ khác nhau nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ giải thích về cái giải vòng tua thấp trước. Thì vòng tua thấp ấy, khi mà cái piston của mình ở điểm thượng mà bắt đầu chu kỳ hút, khi mà chụp cơ quay được một độ là bắt đầu cây số bắp mở ra. Đó, một độ cây số bắp mở ra và bắt đầu hành cái chụp cơ quay. 90 độ là cái số bắp mình mở tối đa nha. Xong khi đó mà bắt đầu bị tông đi tiếp ấy, thì số bắp nó hạ xuống dần và qua cái điểm chết dưới đây một chút. Thì bị tông bắt đầu đi lên ấy, là cây số bắp hút đóng hoàn toàn nha. Tiếp theo nó sẽ tới chu kỳ nén. Bắt đầu quay tới chu kỳ nén, tới TDC điểm thượng đây thì bắt đầu chu kỳ nổ. Và nổ thì cái này, chu kỳ nổ đây chính là chu kỳ mà sinh công suất cho cái động cơ xe của chúng ta để kéo cái xe chúng ta đi á. Thì nổ xong bắt đầu là nó sẽ đẩy piston đi xuống. Đi xuống tới tầm trước điểm chết dưới một chút là cây số bắp xẻ bắt đầu mở ra. Cây số bắp xẻ bắt đầu mở ra và bắt đầu tới chu kỳ gọi là chu kỳ xẻ. Đó, thì khi mà nó tới đây số bắp xẻ mở ra, piston đi lên và tới TDC đây thì cái số bắp xẻ hoàn toàn hơi ra rồi ấy, thì cái số bắp xẻ của chúng ta sẽ đóng lại nha. Thì đó là cái chu trình khép kín của cái cây cam mà giải vòng tua thấp. Thì cái cách như vậy thì để nó tối ưu thôi. Tối ưu cái lượng hơi ở trong vùng đốt của chúng ta, với xe của chúng ta chạy xả lực nhất. Đó, thì như trên biểu đồ đây thì cái này là giải vòng tua thấp, các bạn sẽ xem qua nha. Rồi. Bắt đầu chu kỳ hút, số bắp mở từ 0 độ. Rồi, chạy. Rồi, tới điểm chết dưới, qua điểm chết dưới một chút là sẽ đóng hoàn toàn. Rồi, tiếp theo là chu kỳ nén, nổ. Bắt đầu piston đi xuống gần tới điểm chết dưới là cái van nó sẽ mở ra, cái van lửa nó sẽ mở ra. Đó, mở. Và tới đi lên tới điểm chết trên là cái số bắp sẽ đóng hoàn toàn. Rồi. Thì cái chu kỳ cam của nó là 212 độ cho mỗi gối cam nha. Chu kỳ mà từ lúc mở tới lúc đóng á là 212 độ. Cái này cũng vậy. Thì đó là cái giải vòng tua thấp.
Nhưng mà khi tới giải vòng tua cao ấy, thì cái gối cam này hoàn toàn không đáp ứng được. Tại vì khi mà tốc độ động cơ quay nhanh, cái lực quán tính của cái động cơ mình lớn và cái độ trễ của cái luồng hơi gió đi vào ấy, thì nó cũng sẽ bị trễ đi nhiều. Cho nên cái gối cam này hoàn toàn là không sử dụng được cho những cái giải vòng tua cao. Như trên xe của chúng ta thì cái giải vòng tua cao thì cái cách thiết kế gối cam của nó sẽ khác đi. Và chúng ta sẽ giải thích tới cái vòng tua cao. Thì như ở trên vòng tua cao ấy, cái này là biểu đồ mình vẽ gọi là cơ bản nha các bạn, không chính xác tuyệt đối nhưng mà nó là cơ bản. Ở điểm TDC đây, trước khi piston đi xuống ấy, thì cái xúc bắp nó đã mở rồi. Nó mở 4 độ trước khi mà piston tới điểm thượng nha. Là khi piston tới điểm thượng rồi ấy, thì cái xúc bắp xa hút bắt đầu nó đã mở ra được một đoạn rồi. Thì bắt đầu trục cơ sẽ quay và cái xúc bắp nó sẽ mở lớn dần lên. Cái độ mở sớm này ấy, để cho cái luồng không khí vô trong cái xe của chúng ta nó sẽ được nhanh gọn hơn. Các bạn cứ tưởng tượng mà khi mà cái piston nó thụt xuống thật nhanh đúng không? Thụt xuống thật nhanh cả chục ngàn vòng phút đấy. Mà cái xúc bắp này nó mở đúng thời điểm quá thì piston nó đi xuống tới dưới rồi. Cái luồng không khí nó kéo vô chưa kịp ấy mà piston nó đã đẩy lên rồi. Thì cái buồng đốt của chúng ta nó sẽ chưa được lấp đầy không khí, nó vẫn đang còn chân không ở trong đó. Và khi piston đẩy lên thì cái buồng đốt của chúng ta nó không được ném khí tối ưu thì nó sẽ bị yếu nha. Cho nên là nó có một cái độ mở sớm. Đó. Khi piston quay xuống tới điểm chết dưới và đi qua điểm chết dưới piston bắt đầu đi lên rồi ấy, tới khoảng này thì 52 độ, cái này là mình trên biểu đồ mình đang vẽ là 52 độ nha. 52 độ sau điểm chết dưới có nghĩa là piston bắt đầu đi lên rồi thì cái xúc bắp nó mới đóng hoàn toàn và tới chu kỳ nén. Cái này gọi là mở sớm và đóng trễ. Đúng rồi, là cái chu kỳ quay của cái trục cam của mình nó sẽ lớn hơn. Hồi nãy là 212 độ đúng không? Cái này nó tới 236 độ. Là cái hành trình của cái trục cam mình mở nó dài hơn nha. Đó. Cái xúc bắp xẻ thì cũng thế. Khi mà cuối chu kỳ nổ mà còn piston chưa xuống tới điểm chết dưới nha. Thì trước điểm chết dưới khi mà còn 52 độ nó mới tới điểm chết dưới thì cây xúc bắp lửa của chúng ta đã, cây xúc bắp xẻ của chúng ta đã bắt đầu mở ra nha. Và bắt đầu đi lên. Và tới cái điểm piston đi tới điểm thượng đây ấy, thì nó vẫn chưa đóng hoàn toàn. Và sau đó 4 độ bắt đầu nó mới đóng hoàn toàn. Thì cái này gọi là mở sớm và đóng trễ. Đó. Thì cái này để nó triệt tiêu những cái lực quán tính và cái nhiễu động không khí, cái độ trễ của không khí của chúng ta thôi. Thì cái này kỹ sư người ta đã tính rất kỹ rồi. Cho nên là mình không phải là nhà thiết kế cam, nhưng mà mình hiểu cái cách vận động của cái trục cam này thì mình sẽ điều chỉnh dễ thôi. Rồi, chúng ta sẽ xem cái trên cái biểu đồ mà cái vòng tua cao nó quay thì cái trục cam nó sẽ mở lớn như thế nào nha. Trước điểm thượng 27 độ thì piston cái xúc bắp nó đã mở ra và khi bắt đầu piston quay xuống, trục cơ nó đi qua điểm chết dưới 67 độ thì bắt đầu cái xúc bắp xăng nó mới, cái xúc bắp hút nó mới đóng hoàn toàn. Và piston đi lên. Và piston đi lên. Chu kỳ nén, chu kỳ nổ, chu kỳ xẻ. Đó. Sẽ khi piston tới điểm thượng thì cái xúc bắp nó chưa đóng hoàn toàn. Nó đóng ở sau 14 độ sau điểm chết trên nha. Khi mà hai cái xúc bắp này nó đang độ hở mà gọi là overlap ấy, hai cái xúc bắp cùng mở ấy, cái đó là gọi là luồng không khí, nó vẫn còn luồng không khí ở ngoài nhiễu động ở đây thì đó gọi là quét buồng đốt. Như kỹ thuật người ta gọi là quét buồng đốt để cho luồng không khí nó quét cái buồng đốt sạch. Thì cái mở cam sớm này, mở cam muộn này, cái nào cũng có cái điểm lợi và cái điểm hại. Ví dụ mà cái ở những cái vòng tua thấp mà cái xúc bắp của chúng ta đóng mở theo chu kỳ sớm như thế này á, hút sớm đóng trễ và xả sớm đóng trễ thì nó sẽ gây ra hiện tượng gì? Thì đây, thì các bạn nhìn trên biểu đồ là các bạn sẽ thấy nó có một hiện tượng khi mà nó hút xuống đúng không? Qua tới điểm chết dưới mà cái xúc bắp nó chưa đóng lại đúng không? Và bắt đầu nó đi lên tới điểm 567 độ này bắt đầu nó mới đóng hoàn toàn. Thì lúc đó piston của chúng ta nó đã đi lên được gần một nửa cái xi lanh rồi. 67 độ là gần 90 độ rồi các bạn, là có khoảng 2/3, hơn 2/3 quãng đường rồi thì cây xúc bắp nó mới đóng lại. Nếu như mà cái này ở vòng tua thấp ấy, vòng tua thấp đúng không, thì cái lượng nhiễu động của không khí và cái độ trễ của không khí nó không lớn. Thì khi piston đi lên thì cái xúc bắp này đang còn mở, nó sẽ thoát một phần hơi ra bên ngoài đó và cái buồng đốt của chúng ta sẽ giảm áp suất đi, nó cũng sẽ không tốt. Và chạy ở những cái giải ga vòng tua thấp thì nó sẽ bị yếu. Đó. Thì cái này nó khi mà cái độ mở sớm càng sớm ấy và đóng càng trễ ấy, thì cái vòng tua của chúng ta nó sẽ lợi thế ở những cái vòng tua cao, nhưng mà những cái vòng tua thấp thì nó sẽ không có lợi thế nhiều nha các bạn. Tại vì nó bị thất thoát không khí ra ở những cái giải vòng tua thấp. Đó.
Nhưng ở những cái vòng tua cao mà cái nhiễu động không khí và cái độ trễ không khí lớn ấy, thì cái trục cam này sẽ hoàn toàn gọi là ok. Đó, cái trục cam này là một cái vấn đề kỹ thuật mà nó rất là dài dòng. Nếu mà học về cái trục cam này nó phải tới hàng tuần các bạn. Nó có rất nhiều cái kiểu mở sớm mở trễ, gối cam cao bao nhiêu, cái cấu hình gối cam như thế nào. Thì cái đấy là thuộc dạng trình độ kỹ sư mà thiết kế cam rồi. Còn như mình ấy, thì mình không cần quan tâm quá nặng tới những vấn đề đó. Tại vì khi mà người ta thiết kế ra một cây cam rồi thì người ta đã tính toán hết. Và mình chỉ cần về mình lựa chọn cái mẫu cam phù hợp với mình và mình lắp vô xe cho các bạn thôi là phù hợp nha. Còn nếu mà hiểu về nó thì phải học cả tuần. Chứ một cái video quá ngắn như thế này mình sẽ chỉ có nói được những vấn đề gọi là cơ bản nhất để cho các bạn dễ hiểu nhá thôi. Rồi, cái mẫu cam ấy, cái này là ở trên biểu đồ mình vẽ đây ấy, là có là độ mở của nó là 236 độ. Cây hút hoặc cây xẻ cũng là 236 độ nha. Nhưng mà có nhiều kiểu vừa cam khác nhau các bạn ạ. Có kiểu cam ấy thì nó sẽ mở rất là sớm. Như cái này là mở 13 độ nhưng mà đóng sau là có 4 độ thôi. Mở 13 độ nhưng mà khi mà cây xúc bắp xẻ đóng ấy là có 4 độ sau điểm trên thôi. Thì cái hành trình của cái cây xẻ là 236 độ. Và cái hành trình của cây hút nó là 254 độ. Có nghĩa là cái hành trình của cây hút ấy nó dài hơn. Đó, nó dài hơn. Thì cái việc mở sớm nó sẽ phải mở sớm hơn và nó đóng trễ hơn nha. Nếu mà ví dụ mà cái hành trình của cây xúc bắp xẻ mà nó ra dài như thế này đúng không, mà các bạn cũng để cho nó cân đối, cái cây xẻ nó đóng sau 4 độ mà cái cây hút này nó cũng đóng trước 4 độ ấy, thì cái độ mở trễ của nó sẽ rất là trễ. Ví dụ 13 độ các bạn ra lại đúng không, thì cái chỗ này nó sẽ phải đóng trễ lên đây. Thì vậy là không có đúng quy tắc của cái trục cam này. Thì có rất nhiều cách, cái trục cam này thuộc dạng là nó rất rắc rối và nó rất rất nhiều kiểu gối cam là khác nhau nha các bạn. Rồi cái độ cao của gối cam như ở trên xe Winner ấy, thì cái gối cam hút ấy là mở tối đa là 7.9mm. Nhưng mà cái gối xẻ nó có 6.9mm thôi, là cái độ xẻ của nó rất là ít nha.